Hơn 140 nông dân vùng Sài Sơn đã tái hiện lại nguyên bản không gian cổ tích với dạng tre, cây đa, bến nước, sân đình. Họ kể câu chuyện về cuộc sống lao động, sinh hoạt, về tình yêu, về đức hiếu học, đạo nghĩa, về mối gắn kết giữa con người, thiên nhiên vùng đồng bằng sông Hồng với nền văn minh lúa nước nghìn năm lịch sử. Vượt qua rất là nhiều cái khó khăn, thách thức, rồi vượt qua rất là nhiều cái thời điểm mà nó gọi là cân não. Tưởng như là không làm, tại vì đầu tiên cái việc mà làm việc với người nông dân nó thách thức. Thì chúng tôi đã có được một cái, tôi nghĩ là chúng ta đã, bên cạnh cái vở diễn đặc biệt đấy, bên cạnh cái không gian văn hóa đấy, thì chúng tôi đã tạo ra một cái thứ mà tôi nghĩ là rất là đặc biệt. Đấy chính là chạm đến cái cảm xúc của tất cả mọi người. Thủa ấy xứ Đoài hội tụ đầy đủ giữa cái mới và cái cũ, giữa bản sắc và hội nhập, giữa ngôn ngữ bản địa và ngôn ngữ quốc tế, giữa âm nhạc world music và âm nhạc cổ truyền Việt Nam. Nhưng thứ đặc sắc nhất đây chính là sự kết hợp giữa nghệ thuật rối và người trên một sân khấu đại cảnh. Ở đó, rối và người nhuần nhuyễn là một, tạo nên bức tranh sống động, nửa mơ, nửa thực nhưng đầy tính chất lý về văn hóa lúa nước, về cuộc sống lao động, vui chơi, phấn đấu vượt gian khổ của những người dân Việt cổ. Và chỉ có âm nhạc, ánh sáng, biểu cảm diễn xuất sẽ trở thành thứ ngôn ngữ quốc tế kết nối cảm xúc với người xem, đặc biệt là du khách trong nước và quốc tế.